An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 19 biểu đồ đoạn thẳng. Sự thay đổi dân số Việt Nam theo thời gian từ năm 1979 đến năm 2019 được biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng như hình 5.21. Đây, thì biểu đồ này chúng ta gọi là biểu đồ đoạn thẳng. Mình dễ dàng mình thấy là nó có những cái đoạn thẳng này, đúng không? Đó, những cái đoạn thẳng. Nên chúng tôi gọi nó là biểu đồ đoạn thẳng. Thì ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu biểu đồ đoạn thẳng. Mục nhỏ, giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng. Biểu đồ đoạn thẳng thường được dùng để biểu diễn sự thay đổi của một đại lượng theo thời gian. Các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng gồm trục ngang biểu diễn thời gian. Đây các bạn, đây mình gọi là trục ngang biểu diễn thời gian. Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm. Đây, trục đứng biểu diễn đại lượng mình đang quan tâm. Cụ thể là ở biểu đồ này, đó là mình đang quan tâm về số dân. Mỗi điểm biểu diễn giá trị của đại lượng tại một thời điểm. Mỗi điểm biểu diễn giá trị của đại lượng tại một thời điểm. Đây. Đây là mỗi điểm ha, biểu diễn giá trị của một đại lượng vào một thời điểm. Hai điểm liên tiếp được nối với nhau bằng một đoạn thẳng. Hai điểm liên tiếp được nối với nhau bằng một đoạn thẳng. Đây là một đoạn thẳng, nhiều đoạn thẳng nha. Chứ không phải đường thẳng này nha các bạn. Đoạn thẳng. Cuối cùng đó là phần tiêu đề của biểu đồ, thường ở dòng trên cùng. Đây, đây là tiêu đề. Đó, tóm lại biểu đồ đoạn thẳng chúng ta gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là trục nằm ngang biểu diễn thời gian. Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm. Mỗi điểm biểu diễn giá trị của đại lượng tại một thời điểm. Và hai điểm liên tiếp được nối với nhau bằng một đoạn thẳng. Cuối cùng đó là tiêu đề, thường ở dòng trên cùng. Chẳng hạn các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng hình 5.21 được biểu diễn như hình 5.22. Hình 5.22 đây các bạn. Các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng: trục ngang, trục đứng, điểm, đoạn thẳng nối các điểm, tiêu đề, tiêu đề đây. Trong biểu đồ trên, trục ngang biểu diễn thời gian đó là 5. Trục đứng biểu diễn số dân, đơn vị là triệu người, số dân. Mỗi điểm biểu diễn số dân của Việt Nam tại năm tương ứng. Luyện tập 1. Biểu đồ hình 5.23 cho biết thứ hạng của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trong các năm từ 2016 đến 2020. Câu A, xác định tên biểu đồ. Thì mình thấy tên biểu đồ đây, mình ghi tên biểu đồ 2 chấm thứ hạng của bóng đá Việt Nam. Đây là tên biểu đồ. Các trục thì mình có 2 trục, đó là trục ngang và trục đứng. Đơn vị trên các trục thì mình thấy là trục ngang biểu diễn thời gian, đơn vị là 5. Còn trục đứng là biểu diễn thứ hạng. Em hãy cho biết mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thông tin gì? Mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thông tin gì? Biểu diễn thông tin gì các bạn? Thì mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thứ hạng của bóng đá Việt Nam tại các năm tương ứng. Thứ hạng của bóng đá Việt Nam tại các năm tương ứng. Chúng ta qua hai nhỏ, đọc và phân tích dữ liệu trong biểu đồ đoạn thẳng. Quan sát biểu đồ hình 5.21 là biểu đồ này các bạn. Quan sát biểu đồ này. Hoạt động 1. Em hãy thống kê số dân của Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 bằng cách hoàn thành bảng sau. Năm 1979 là số dân là 54,7 triệu người. Đây, năm 1979 số dân là 54,7 triệu người. Đúng rồi. Rồi tiếp theo, năm 1989 số dân là bao nhiêu? Mình thấy nè, 1989 đây. 1989 số dân là 64,4. Mình ghi vào đây. 64,4. Đó, tương tự như vậy. Năm 2009. 2009 số dân là 85,8. Mình ghi vào đây. 85,8. Cuối cùng là năm 2019. 2019 đây. Số dân là 96,2. Mình ghi vào đây. 96,2. À, rất là dễ đúng không? Hoạt động 2. Số dân của Việt Nam tăng hay giảm qua các năm từ năm 1979 đến năm 2019. Thì nhìn vào đây mình dễ dàng mình thấy là số dân của Việt Nam là tăng qua các năm từ năm 1979 đến năm 2019. Mình thấy nó tăng nè, đúng không? Đó. Mình nhìn vô biểu đồ này mình thấy rất là dễ các bạn. Mình nhìn vô những con số này mình cũng thấy, nhưng mà nó khó khăn hơn. Mình phải nhìn lâu mới thấy được. Còn mình nhìn vô biểu đồ mình rất là dễ thấy. Từ đây mình có nhận xét là biểu đồ đoạn thẳng giúp ta dễ dàng nhận ra xu thế của đại lượng ta đang quan tâm theo thời gian. Xu thế ở đây có nghĩa là tăng hay giảm. Được chưa? Đó, dễ dàng nhận ra xu thế của đại lượng ta đang quan tâm theo thời gian. Chúng ta qua ví dụ 1. Cho biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn chiều cao của một cây đậu trong 5 ngày. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bốn, ngày thứ năm. Ngày thứ nhất là cao 0,5 cm. Ngày thứ hai cao 0,75 cm. Ngày thứ ba cao 1 cm. Đó, tương tự như vậy ha. Từ biểu đồ em hãy lập bảng thống kê về chiều cao của cây đậu qua từng ngày. Bảng thống kê. Đây, bảng thống kê chiều cao của cây đậu. Thì bảng thống kê của chúng ta gồm hai dòng. Dòng thứ nhất là ngày, dòng thứ hai là chiều cao. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, chiều cao tương ứng chúng ta lấy những số này. Chiều cao của ngày thứ nhất, chiều cao của ngày thứ hai, chiều cao của ngày thứ ba, chiều cao của ngày thứ tư và chiều cao của ngày thứ năm. Mình điền vào đây. Đó, chúng ta có được bảng thống kê. Câu B, theo em, ngày nào chiều cao của cây đậu tăng nhiều nhất so với các ngày còn lại? Mình thấy nè. Đó, ngày thứ nhất sang ngày thứ hai tăng lên chỉ 0,25 thôi đúng không? Ngày thứ hai qua ngày thứ ba tăng lên cũng 0,25 cm. Đó. Ngày thứ ba qua ngày thứ tư tăng lên là 0,4 cm. Tuy nhiên, ngày thứ bốn qua ngày thứ năm là tăng lên 1,1 cm. Đó. Cho nên là từ đây mình kết luận là ngày 5 chiều cao của cây đậu tăng nhiều nhất và tăng, mình lấy hai số này mình trừ cho nhau. Chúng ta được là 1,1 cm. Và các bạn chú ý rằng là độ dốc của biểu đồ đoạn thẳng cho biết tốc độ tăng của đại lượng được biểu diễn trong biểu đồ. Độ dốc là cái độ nghiêng nha, độ dốc là độ nghiêng của những cái đoạn thẳng này. Càng dốc thì cho biết là nó càng tăng. Đó, cho nên là mình nhìn thấy nè, đây dốc ít, dốc ít, dốc ít, còn đây độ dốc rất là nhiều đúng không? Đó. Có nghĩa là không cần trừ, chúng ta vẫn biết được là ngày thứ năm chiều cao của cái đậu tăng nhiều nhất, bởi vì độ dốc của nó là nhiều nhất trong các đoạn thẳng này. Luyện tập 2. Biểu đồ hình 5.25 cho biết số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm gần đây. Năm 2015, lượt khách quốc tế đến là 8 triệu người nha, 8 triệu người. Năm 2016 là 10 triệu người. Năm 2017 là 12,9 triệu người. Câu A, năm 2018 có bao nhiêu lượt khách quốc tế đến Việt Nam? Năm 2018 tương ứng với nó là mình thấy là 15,5 triệu người. Được chưa? Như vậy mình trả lời là năm 2018 số lượt khách quốc tế đến Việt Nam là 15,5 triệu người. Câu B, từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm? Năm 2015 đến năm 2019 mình thấy là có xu hướng tăng, đúng không? Xu hướng tăng. Từ năm 2015 đến năm 2019 thôi là có xu hướng tăng. Mình trả lời là từ năm 2015 đến năm 2019 số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng. Tăng là nó đi lên đó các bạn, nó đi lên là tăng. Em có biết vì sao số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 lại giảm mạnh không? Mình thấy nè, năm 2020 là cái đoạn thẳng này nó đi xuống, có nghĩa là lượt khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh, đúng không? Giảm mạnh. Đi lên là tăng, đi xuống là giảm. Các bạn có biết tại sao không các bạn? Các bạn có biết tại sao lại giảm mạnh không? Bởi vì năm 2020 là có mùa dịch Covid-19. Được chưa? Đó. Cho nên là cái việc đi lại rất là khó khăn, đúng không? Thậm chí người ta còn không dám đi nữa. Đó, mình trả lời là số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 giảm mạnh vì dịch Covid-19 ha. Ví dụ 2. Cho biểu đồ đoạn thẳng hình 5.26. Biểu đồ này cho ta biết thông tin gì? Đó, mình đang tập nhìn biểu đồ ha. Thì biểu đồ này cho chúng ta biết thông tin gì các bạn? Mình thấy nè, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Số lượng gì? Số lượng máy tính bán được. Có hai loại máy tính là máy tính để bàn và máy tính xách tay. Đó. Máy tính để bàn là màu xanh. Máy tính xách tay là màu gì đây các bạn? Màu gì đây? Thầy không biết nữa. Thì bây giờ mình trả lời là biểu đồ cho biết số lượng máy tính để bàn và máy tính xách tay một cửa hàng bán được trong 6 tháng đầu năm. Nè, trong 6 tháng đầu năm. Câu B, trong tháng 6 cửa hàng bán được loại máy tính nào nhiều hơn? Mình thấy nè, tháng 6 này, tháng 6 màu xanh này là máy tính để bàn, còn màu này là máy tính xách tay. Đó, mình thấy là máy tính xách tay là nhiều hơn máy tính để bàn, đúng không? Mình trả lời là trong tháng 6 cửa hàng bán được nhiều máy tính xách tay hơn. Máy tính xách tay, máy tính để bàn. Rõ ràng là máy tính xách tay cao hơn nên nhiều hơn. Câu C, phân tích xu thế về số lượng máy tính mỗi loại mà cửa hàng bán được. Thời gian tiếp theo, cửa hàng nên nhập nhiều loại máy tính nào? Phân tích xu thế. Thì mình thấy rằng là trong 2 tháng đầu thì máy tính để bàn bán được nhiều hơn máy tính xách tay. Được chưa? Nhưng mà trong 4 tháng sau thì số lượng máy tính để bàn bán được ngày càng giảm, còn số lượng máy tính xách tay bán được ngày càng tăng. Được chưa? Có xu hướng tăng. Đây là có xu hướng giảm. Vì thế, trong thời gian sắp tới, cửa hàng nên nhập nhiều máy tính xách tay bởi vì có xu hướng tăng. Được chưa? Chú ý, Đôi khi người ta biểu diễn nhiều số liệu trên cùng một biểu đồ để dễ so sánh. Mỗi đường có chú giải ấn với một bộ số liệu. Đây, ví dụ như là biểu đồ này, mình đã có 2 bộ số liệu, đúng không? 2 bộ số liệu trên cùng một biểu đồ. Hoặc biểu đồ này, chúng ta cũng có 2 bộ số liệu trên cùng một biểu đồ. Luyện tập 3. Biểu đồ hình 5.27 cho biết tỷ lệ học sinh biết bơi của 2 tỉnh A và B trong các năm từ 2016 đến năm 2020. Năm 2016 đến năm 2020. Tỷ lệ học sinh biết bơi. Tỉnh A là màu xanh, tỉnh B là màu này ha, tỉnh B là màu này. Em có nhận xét gì về tỷ lệ học sinh biết bơi của 2 tỉnh A và B từ năm 2016 đến năm 2020? Mình thấy rằng là nó có xu hướng đi lên, đúng không các bạn? Nó có xu hướng đi lên. Đó. Cả 2 tỉnh A và tỉnh B nó có xu hướng đi lên. Cho nên là mình nhận xét là tỷ lệ học sinh biết bơi của 2 tỉnh A và B từ năm 2016 đến năm 2020 đều tăng. Nè, nó đi lên là tăng. Trong giai đoạn này, tỉnh nào có tỷ lệ học sinh biết bơi tăng nhanh hơn? Tăng nhanh hơn. Thì mình thấy cái độ dốc của cái màu xanh này nhiều hơn, đúng không? Độ dốc nó nhiều hơn. Cho nên là độ tăng của tỉnh A nhanh hơn của tỉnh B, vì độ dốc nó nhiều hơn. Đó. Chúng ta trả lời là trong giai đoạn này, tỉnh A có tỷ lệ học sinh biết bơi tăng nhanh hơn. Nó dốc hơn, nè, tăng nhanh hơn. Chúng ta qua 3 nhỏ, vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Thực hành, để vẽ biểu đồ đoạn thẳng, biểu diễn số liệu về chiều cao cây đậu trong bảng 5.1, ta thực hiện theo các bước sau. Bảng 5.1 đây. Giả sử bây giờ mình tập vẽ biểu đồ nha, biểu đồ đoạn thẳng để mà biểu diễn số liệu về chiều cao của cây đậu dựa theo cái bảng này. Thì chúng ta sẽ làm các bước như sau. Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn ngày, trục đứng biểu diễn chiều cao cây đậu. Trục ngang biểu diễn ngày, trục đứng biểu diễn chiều cao cây đậu. Do chiều cao lớn nhất là 2,5 và thấp nhất là 0,5. Đây, chiều cao lớn nhất là 2,5, còn thấp nhất là 0,5. Nên ở trục đứng ta chọn đơn vị là 0,5 và giá trị lớn nhất là 3. Đó, lớn hơn cái bạn này một tí là được, đúng không? Đây, lớn nhất là 3 và đơn vị là 0,5, có nghĩa là 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 ha. Mình gọi là đơn vị là 0,5. Bước 2. Với mỗi ngày trên trục ngang, chiều cao của cây đậu tại ngày đó được biểu diễn bởi một điểm. Đó, thì ứng với mỗi ngày trên trục ngang thì chiều cao của cây đậu tại ngày đó được biểu diễn bởi một điểm. Đó, chúng ta sẽ xác định những cái điểm này. Chúng ta dựa vào chiều cao của cây đậu. Ví dụ, ngày thứ nhất, chiều cao của cây đậu là 0,5. Cho nên là từ 0,5 mình chiếu qua, mình được điểm này. Đúng không? Đó. Ngày thứ hai chiều cao của cây đậu là 0,75. Đó, 0,75. 0,75 là nằm giữa 0,5 và 1. Cho nên là từ cái điểm giữa của 0,5 và 1 mình chiếu qua. Chiếu này lên, mình được điểm này. Đó. Rồi, ngày thứ ba, chiều cao của cây đậu là 1 cm. Cho nên ngày thứ ba mình chiếu lên. Từ 1 mình chiếu qua, mình xác định được điểm này. Đó. Cứ tương tự như vậy, chúng ta xác định được 2 điểm còn lại ha. Mình dựa vào chiều cao của cây đậu, mình chiếu qua, để mình xác định các điểm tương ứng. Ví dụ như ngày thứ 5 chiều cao của cái đậu là 2,5, cho nên từ 2,5 chúng ta chiếu qua và từ ngày 5 chúng ta chiếu lên, chúng ta được điểm tương ứng. Ok. Bước 3, chúng ta nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng. Đây, bước 2 mình đã xác định được các điểm này rồi. Bước 3, chúng ta nối lại ha, bằng các đoạn thẳng. Bước 4, ghi chú thích cho các trục, điền giá trị tại các điểm nếu cần và đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện biểu đồ. Ghi chú thích cho các trục. Đây, mình ghi chú thích. À. Rồi. Điền giá trị tại các điểm nếu cần. Có nghĩa là nếu mà cần thiết thì chúng ta điền giá trị vào các điểm này. Còn nếu mà mình thấy từ đây người ta chiếu qua rất là dễ dàng để người ta xác định thì mình không cần phải ghi ha. Có nghĩa là nếu mà mình khó xác định đó, thì mình ghi vào. Mình ghi vào, ví dụ ghi chỗ đây là 2,5. Đó, chỗ đây là 0,5, chỗ đây là 0,75, chỗ đây là 1 đó, chẳng hạn vậy ha. Rồi đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện biểu đồ. Đặt tên thì biểu đồ này tên của nó là chiều cao của cây đậu, đúng không? Đặt tên cho nó chiều cao cây đậu. Ok, tên của biểu đồ. Rồi, chúng ta qua luyện tập 4. Bản thống kê sau đây cho biết thành tích của một vận động viên chạy cự ly 1.500m trong thời gian luyện tập từ tuần 1 đến tuần 7. Tuần này, 1 đến 7 này, thành tích phút 8, 8, 8, 7, 6,5, 6,5, 6. Thành tích tăng lên đúng không? Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu trên. Và bây giờ tới phiên chúng ta các bạn. Thì bước 1 chúng ta sẽ vẽ hai trục. Trục nằm ngang biểu diễn các tuần. Trục thẳng đứng biểu diễn thành tích. Và thầy thấy là 8 phút là nhiều nhất, cho nên là mình có thể lấy ở trục thành tích là 9 ô thôi các bạn, đúng không? Mình phải tiên đoán trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây. Ta sẽ lấy từ đây ha. Không cần mũi tên nha các bạn. Không cần. Rồi, mình có 7 tuần. Đây là tuần thứ nhất nè, tuần thứ hai nè, tuần thứ ba nè, tuần thứ bốn nè, tuần thứ năm nè, tuần thứ sáu nè, tuần thứ bảy. Và tiếp tục là thành tích là 8 phút là cao nhất đúng không? Thành tích đây. 0 phút này, 1 phút này, 2 phút này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mình dôi ra một tí ha. 9. Rồi. Mình xong bước 1. Rồi bước 2 chúng ta xác định các điểm. Ví dụ như là tuần 1 thành tích là 8 phút. Tuần 1 8 phút. Đó, mình chiếu qua các bạn. Mình chiếu qua. Từ 8 mình chiếu qua. Đây. Đó, tuần 1. Mình xác định các điểm đúng không? Rồi. Tuần 2, tuần 3 cũng 8 phút luôn các bạn. Từ 8 phút mình chiếu qua. Tuần 2, tuần 3. Đó, các bạn có thể dùng thước các bạn vẽ cho nó đẹp. Ha, thầy vẽ tay cho nhanh nha. Đó, tuần 2, tuần 3. Rồi, tuần 4 là 7 phút. 7 phút. Đây, tuần 4 đây các bạn. 7 phút. Tuần 5, 6.5. Tuần 6, 6.5. 6 đây, 7 đây. Thì 6.5 ở giữa này đúng không? 6.5 ở giữa này chiếu qua. Đó, tuần 5, tuần 6 đều là 6.5. Rồi tuần 7 là 6 phút, 6 phút đây các bạn, mình chiếu qua đây, tuần 7 ở đây đó. Chúng ta xong bước 2. Bước 3 chúng ta nối các điểm liên tiếp với nhau bằng cách bằng các đoạn thẳng. Nối các điểm liên tiếp với nhau bằng các đoạn thẳng. Đó, chúng ta xong bước 3. Rồi tiếp tục bước 4, chúng ta ghi chú thích cho các trục. Ghi chú thích cho các trục. Ví dụ đây là trục tuần này. Đó. Còn đây là trục gì các bạn? Trục thành tích này, đúng không? Trục thành tích này. Rồi thành tích thì chúng ta tính đơn vị là phút, đúng không? Phút. Đó, trục thành tích. Rồi đặt tên cho biểu đồ để hoàn thiện biểu đồ. Rồi bây giờ mình đặt tên cho biểu đồ. Thì biểu đồ này thể hiện thành tích của một vận động viên chạy cự ly 1500 m, đúng không? Mình đặt tên biểu đồ ở đây. Thành tích của một vận động viên chạy cự ly 1500 m. Rồi ok. Đây. Chúng ta đã xong biểu đồ ha. Mình xong luyện tập 4. Chị Bi nói gì? Em có thể sử dụng phần mềm Excel để vẽ biểu đồ đoạn thẳng. À thì hiện nay là phần mềm Excel nó có thể giúp mình vẽ biểu đồ đoạn thẳng nè, vẽ biểu đồ cột nè, vẽ biểu đồ hình quạt nè, rồi vẽ biểu đồ 3D. Nói chung là phần mềm Excel nó giúp rất là nhiều. Thì cái phần này là phần mềm Excel nó cũng giúp mình vẽ được các bạn. Thì cái cách làm nó cũng đơn giản thôi. Thì đa số các bạn chưa được làm quen với máy tính nhiều. Thì sau này các bạn sẽ lên đại học ha, hoặc là lên cấp 3. Lúc đó các bạn mà có máy tính thì mình dọc nó cũng đơn giản thôi chứ không khó đâu các bạn. Thử thách nhỏ. Cho 2 biểu đồ biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua các năm. Đây mình có 2 biểu đồ biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua các năm. Cụ thể là từ năm 1980 đến năm 2018 ha. Theo em, để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ nào? Thì 2 biểu đồ này về cơ bản là giống nhau ha, giống nhau. Nhưng mà theo các bạn thì để mà mình thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng thì ta nên dùng biểu đồ nào? Mình thấy biểu đồ này. Biểu đồ này chúng ta thấy tuổi thọ của người Việt Nam ngày càng tăng. Nó rõ ràng hơn đúng không? Bởi vì mình thấy cái độ dốc nó nhiều hơn. Đó, mình thấy rất là rõ các bạn. Từ 67 nè. Trên 67 tăng lên tới 75, 76 đúng không? Đó. Còn ở biểu đồ này mình nhìn rất là khó đúng không? Vì cái độ dốc nó rất là ít. Được chưa? Độ dốc nó rất là ít. Cho nên là mình trả lời là để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ ở hình D ha, biểu đồ D. Mình nên dùng biểu đồ D. Bởi vì mình thấy cái độ dốc của nó cao hơn. Còn đây, cái độ dốc của nó rất là nhỏ cho nên chúng ta rất là khó thấy. Nhận xét, độ dốc của biểu đồ phụ thuộc vào việc chọn đơn vị của trục đứng. Khi số liệu lớn trong khi đơn vị độ dài của trục đứng nhỏ thì ta không nên vẽ trục đứng bắt đầu từ 0. Người ta nói là mình không nên vẽ trục đứng bắt đầu từ 0. Bởi vì khi mà mình vẽ trục đứng bắt đầu từ 0 á, thì lúc này cái độ dốc của nó rất là nhỏ các bạn, nên mình khó thấy. Được chưa? Mình có thể bắt đầu bằng 65 chứ không nhất thiết là phải bắt đầu từ 0. Giống như biểu đồ chúng ta vừa vẽ đây, không nhất thiết chúng ta phải bắt đầu từ 0. Chúng ta có thể bắt đầu bằng số 5 cũng được ha, bắt đầu bằng số 5. Thì lúc đó cái độ dốc này mình sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Đó, thấy người ta muốn nói như vậy. Rồi, chúng ta xong phần lý thuyết. Thầy xem xong phần lý thuyết, các bạn làm phần bài tập ở trang 105 để mình nắm vững hơn phần lý thuyết ha. Làm bài tập thì chúng ta sẽ nắm vững hơn phần lý thuyết. Rồi, thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.